trường về lễ chủ hộ về đình lễ tôn thần gặp vong linh quốc cung như tam bái. Hiền cúng đồng thiên tiền lễ tuần lâm siêu đồ sám hối thần linh sám tà mộ phần đèn hoàn địa mạch tập phúc minh tường kỳ nguyệt âm siêu thương các khánh quân an lợi sử kim ma thần lễ chủ ai tử đào văn minh đào minh tuấn hôn tử lê thị kim thạch nguyễn thị thắng Phạm mà thị hường gia nữ đào kim mi tú đào thị hiền mi tê tử nguyễn văn sơn dưỡng nam phạm lương sơn dương nữ ngô thị phong cung thừa phụ mệnh nhĩ di đào sĩ thanh chúng tội tôn đào thiên hương đào duy tùng đào khánh linh đào ngọc thanh đào thị hồng ngọc chúng ngoại tôn nguyễn đức kiên nguyễn đức long phạm thị hồng vân phạm thị hồng vi nguyễn thị như trang nguyễn như hoàng nguyễn thị quỳnh anh nguyễn ngọc tùng lâm sĩ văn hiệp xuất chúng hợp đồng chư gia chư nhân thành tâm tiền cúng đảng tức nhân ngưỡng can tư nhân đông tiết chi lương thời khải vận hình dương tu sam báo ân cần từ xưng phục vì cầu sang chính kiến siêu độ chân linh hiền tỷ thiền sinh quy phật tử thủ điệp bồ đề ưu bà di giới nguyễn môn chính thất nguyễn thị mạc hiệp tĩnh bạch chân linh Trần linh nguyên bành sinh ư đinh xíu liên môi nguyện nhất thời thủ sinh hưởng mạo điệt phát thật thất tuế đại hạn ưu quy mão niên thập nhất nguyệt thập nhất nhật nguyên thời thuận thịch quy tây phần mộ chân linh an táng tàng nghĩa trang gia đình xóm nhân hòa xác định đức thành phố thái nguyên
kiêm vị phụ tiến siêu độ chư vị chân linh cứu huyền thất tổ lội ngoại gia tiên đạo môn đường thượng lịch đại tổ tiên nguyễn môn đường thượng lịch đại tổ tiên thượng tử cao cao chi thủy tổ hạ cập huyền viễn chi tôn tổ cô manh tướng bà cô manh bá thúc huynh đệ cô dây tỷ mọi á thân nhiệt thấy cứu thanh vô hiệu ý hiệu vô danh đăng đàng sáng linh trùng trùng quyến thuộc kỳ dẫn một tại lan minh bất thức hưởng linh hà đương can tuế tịnh cập đồng tông dị phái thân sơ viễn cận huyết ngưng nhi dưỡng hình nhà thái nhi sàn lạn thất lạc bộ phẩm tịnh tử gian địa giới tiền trú vãng lai vô văn tuyệt tự trầm hồn trời mây nhất thiết liệt vì lộn ngoại đảng chư chân linh đồng thừa pháp lực dĩ tiêu giao các hoạch thần công nhi tập thổ thiết niệm chân linh chính hồn tư ở tòng kiên trì vì thăng mê vị bốc thăng trầm kỷ hồ sứ giả đại hoặc nghi u trẻ cần tu kiếm việc các nhập kiền thịnh mệnh tăng thị hồ vô tình sứ tu thiết sáng tạo một phần độ phong pháp đàn nhất duyên nhi tán kỳ ma tắc tôn hành bị điện tán hiến minh đăng sử án dĩ quang minh tỷ hung ương như điển diệt ngưỡng mông thần lực phủ giám hoa duyên giáo triều thành chân ngôn cẩn đương bác hợp phương hắc đế thủ mộ thần quan trung ông hoàn đế thủ mộ thần quan tam giới trì hồn sư giả ngũ đạo tuyệt phách quan quân cập thanh long bảy hồ chú thuốc quyền vũ thần quân gì thập tứ sơn thần quân gì thập tứ dương hướng thần quân gì thập tứ ký thần quân nước thật nhiều thần quân cửu cung ba quái thần quân tứ duy lục hợp thần quân thủ quan thủ mộ thần quân thủ hình thủ hài thần quân đường phương đê thử sứ thổ địa chính thần trưởng thử bá hương phổ nhất thiết uy linh cập chư bộ trung duyên nguyện thần thông cảm ứng biến hóa uy linh nhất tâm hình thất thần tứ cảnh phi tinh tam tượng chi huyền cơ cửu khí ngũ quan điện vị chân ngũ vương chi chúa tể cung duy thừa thiên địa pháp hậu thổ thì hậu thổ địa kỳ thần quân thiên địa hư không qua bát thần kỳ tam giới uy linh vạn phương chúa tể tổ phụ trí tôn kiều lý trần hoàng đại đế thông thiên đô phụ thổ địa chi thần ngũ phương ngũ thổ tôn thần chủ tịch thổ địa phúc đức tôn thần vị thập tứ chân điệu này tôn thần vị thập tứ hướng không hỏa tôn thần ngũ phương ngũ khí thần quân ngũ âm ngũ tính thần quân trung phương lý phật thổ địa chi thần phương ngũ các sứ thổ địa chi thần phổ cập tổng tịnh chư thiên của nguyễn bình sĩ cung ngưng tiêu hành hoàng an ninh thư vị chấn phương thì nhà thường từ đế mệnh sinh nhân gian điền ác chi quyền chiếu dân sinh đính số mệnh cát hung chi triều cung duy kim an niên trịnh vương hành tiền đại tế chi đức tôn thần hiệu tảo văn quan thạch tinh hành binh chi thần duy nguyện thể thiên địa phán sinh chi đức chữ phân khí nhị xuân phong hoàng can khôn hóa dục chi nhân tiêu bằng tay nhi thái vận tình giám pháp đàn tụ sắc thủ hoàng thiên chi thượng trừ ta hoàng trợ dư minh danh thủy kinh điển chi trung hồ vật tế dân tiêu đức cung duy đương ở cảnh thành hoàng chính vị đại vương cập thổ địa lý vực chân quân tử hạ duyên nguyện đạo cảnh tiêu vô vọng chi tai dân tích chữ dư chi tai tâm hồn thánh thiên này thần thiên chi đức tư địa thần kỳ siêu tịch ngưng thành vị định như tam tài chữ liệt cô nương nguyên hồ tái sinh hưởng như vạn vật tùy phương ứng hiện biến quang minh nguyện dáng đàn duyên là phụ
ghế thiên địa không bài thần ngũ phương chấn phương hung sinh hoan hỷ âm dương định bát quái dĩ âm dương định vì dẫn lai mạch phương dĩ phong long dục cầu mộ trạch an linh tu trường thần linh vào hữu với nữ thần thần đấu vì Việt Nam quốc thái nguyên định thái nguyên thành phố đồng quang phường số 11 đường Việt Bắc ra số 36 hiệu y vũ tịnh đàn thứ tư thượng bồi hoa nan thông mạch tầng phúc minh tưởng nghị nhà tâm siêu dương các thanh quân an lợi lạc từ kim thuần nề lễ chủ ai tử đào văn linh đào minh tuấn hôn tử lê thị kim thạch nguyễn lê thị thắng phản thị vương gia nữ đào kim tú đào thị hiền tế tử nguyễn văn sơn ni dưỡng lam phạm lương sơn dưỡng nữ ngô thị phòng nề cung thừa phụ mệnh đào sĩ thanh trung nội tôn đào thiên hương đào duy tùng đào khánh linh đào ngọc thành đào duy hồng ngọc trung ngoại tôn nguyên đức tiên nguyên đức long phạm thị hồng phân phạm thị hồng vi nguyên thị như trang nguyên như hoàng nguyên thị quỳnh anh nguyễn ngọc tùng lâm sĩ văn hiệp xuất chúng hợp đồng chư gia chư nhân thành tâm tiên cung đẳng tức nhật ngưỡng can tư nhân đông tiếp chi lượng thời phải bận minh dương tu sa báo ân cần từ xưng phục vì cầu xem chính kiến cứu độ chân minh hiền kỳ tỷ tiền sinh quy phật tư thu điệp bồ đề yêu bà si sơ nguyễn môn trinh thất nguyễn thị mạc là hiệu tịnh bạch trần ninh nguyên bệnh sinh ngư đinh chiếu nhiên mùi nguyệt nhật thời thủ sinh hoàng mão điệt bát thật thất tuế hà nữ quý mão điên thần nhất nguyệt thần nhất nhật nguyên thời thuận tịch quy tây phần một trần linh an táng thành nghĩa trang gia đình xóm nhân hòa xã thịnh đức thành phố thái nguyên kiêm vì phủ tiến siêu độ chư vị chân linh cửu huyền thất tổ luồng ngoại gia tiên đạo môn đường thượng lịch đại tổ tiên nguyễn môn đường thượng lịch đại tổ tiên thượng tự cao ca chỉ tổ hạ cập quyền viễn chi tôn tổ cô manh tướng bà cô manh bá thúc huynh đệ à thần liệt thế cứu danh vô hiệu hiệu vô danh đẳng đẳng sáng linh trùng trùng kiến thuật ký dẫn một tà lam minh bất thứ hưởng linh hà được can tuyết tình cập đồng tông dị phái thân sơ viễn cận huyết ngưng nhị dựng hình hà thanh nhi xà lan thất là bộ phần tình thủ gian địa giới kiến thủ vắng lai vô phong tuyệt tự chuẩn bồn kẻ không nhất thiết liệt từ nội ngoại đẳng chi chân linh đồng thừa pháp lực chỉ tiêu giao các hoài thần công nhị tập